Trại bò Tư Chiến nay ngày 17 tháng 11 năm 2020. Bò về trại gồm có ba bê cơ bắp, hấp kèm, ba bê kèm, ba bê bông, ba bê đen. Mời anh chị cô chú gần các tỉnh gần xa đến trại bò xem. Dự tính đôi bò thì đến trại bò xem mình chốt giá và cặp bò gỗ béo thì mình có xe nhà giao tận nơi á. Quay tổng thể hết cho anh em xem từ phần cần, phần đầu, phần ghim vai tới phần sưng lưng. Anh em dễ phân biệt ha. Con số 25 là con bò Pháp. Con số 25 là con bò Pháp. Con số 08 là con bò ba bê cơ bắp. Bò này bây giờ trong mình nó khoảng 120 kg đáo lên. Tiếp tục ha, nếu ký hơi phải 240 kg hơi. Con ba bê cơ bắp á, so với ba bê thường tốc độ thịt nó lên rất là nhanh. Mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền, sau này bà con nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Con số 08 là con bò cơ bắp màu lam lam. Con số 09 là con bò cơ bắp màu xám. Mời trong mình nó vào khoảng 135 kg đó lên. Vai nó ngách chè bè, cái vai đó mình bao là 4 tấc ha. Cái lưng nó chè bè, cái đùi đóng nó dắt vô rất là sâu. Bò cơ bắp xám chì 09. Con 08 là con bò ba bê cơ bắp màu vàng lam lam. Nè anh em nhìn thấy là nhìn xác định biết ngay đây, bò ba bê thường, hấp kem thường là nhìn thấy biết ngay. Đó. Con số 08 là bò hấp kem giấy. 08 là hấp kem giấy. Con số 16 là bò ba bê bông. Cũng tại bò mình là mấy bò này, bò con bò số 3 là bò lỡ nè. Con số 15 là bò lỡ nè, 16 bò lỡ nè. Đó, số 6 là bò lỡ nè. Con số 09 là bò lỡ nè, con số 07 là bò lỡ nè. 1 2 3 4 5 6 7 con bò lỡ. Đó, 7 con bò lỡ thiếu đủ 10 tháng. Còn 3 con lại nhỏ hơn, 3 con hơi nhỏ hơn một chấm. Con này pháp kem giấy đòn rất là dài. Đường rất là to ha. Con số 16 là bò bê bông. Con số 6 là bò Pháp. Con số 15 là bò Pháp. Con số 2 là bò bê đen bông. Con số 3 là bò bê. Con số 07 là bò cơ bắp màu xám chì. Đây, số 7 bò cơ bắp mà xám chì, mông đùi rất là to, còn rất là dài ha. Con số 07 là bò cơ bắp màu xám chì. Con số 3 là ba bê đen. Con số 2 là ba bê đen. Con số 15 là bò Pháp. Con số 6 là bò Pháp. Con số 16 là bò bê bông. Con số 08 là bò Pháp kem giấy. Con số 09 là bò cơ bắp màu xám chì. Con số 08 là bò cơ bắp màu lam lam. Con số 25 là bò Pháp. Địa chỉ trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhân Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, gần Nhân Thơ, Dông Dầu. Mình mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem, dự tính đôi bò đến trại bò xem cùng tham khảo. Thì chốt vài cặp bò bổ béo thì mình có xe nhà giao tận nơi ha. Còn nếu không có thời gian điều kiện đi thì đến với trại thì mình quay Zalo trực tiếp cho anh em để anh em chốt ha. Còn nếu không thời gian điều kiện đi thì chốt giá xong trả giao cũng được. Con số 08 là bò pháp kem giấy. Con số 16 là bò bê bông. Con số 6 là bò Pháp. Con số 15 là bò Pháp. Con số 2 là bê bê đen. Con số 3
Qua B con số 07 là bò màu xám chì cơ bắp. Đòn rất là dài, xương rất là to. Con số 25 là bò Pháp. Con số 08 là bò cơ bắp màu lam lam. Con số 09 là xám chì cơ bắp.